Ở đây mình có cái bịch kiềm, mỗi một người làm như vậy, xé ra là mình rửa sát trùng rồi xong xuôi hết, mình bỏ vô bịch xong rồi bỏ vô máy nấu, mỗi người mình xài mình lấy bịch. Cái này mình bọc cái này cũng được 10 phút rồi á. Máy xong rồi tháo cạo nó ra thôi. Cái này là chiêu khó rồi. Cái salad bên ngoài cỡ 70% á, lấy ra nó dễ lắm. Bạn này mày có cái móng tay các bạn cứng lắm á, tròn nèo đó, siêu rốt kìa. Xong rồi thì cho nó ngâm vô nước. Nước này thì mình bỏ xà bông. Xong hai cái tay thì cái giấy này mình bỏ cuộn lại, bỏ vô trong cái hũ. Mình có cái hũ đây nè, thì mình không giống như mình không có muốn cái mùi gì á nó ra hoài á, bởi vì mình bỏ aceton vô trong đây với alcohol vô trong đây cho nó giữ kín cái mùi lại, giống như kẹo vậy đó. It's candy, nobody want. Xong rồi mình có một cái miếng giấy khô để mà mình làm. Thì mình làm mẹ treo ở đây, không có cần phải đợi ngâm cho nó nổi da vậy đâu. Bỏ vô là đẩy 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 rồi. Đẩy cắt ở đây nó đơn giản lắm, không có cắt da nhiều. Đẩy hai tay. Cắt. Đó. Mình dùng cái giấy này mình ngâm nước nó. Lại mình xài xong mình bỏ, không có xài chung với người khác. Cắt giá đây không có cắt giống như Việt Nam, cắt giống như cái cơ thôi, cái nào xừ thì cắt không xừ thôi. Chủ yếu là da dưới, không có gì là bỏ không dưới. Bỏ luôn hả? Lấy dưới khô nè. Da tay mà nó bị nứt có vẻ như cắt hay nhiều chứ. Chứ bình thường không có thấy cắt gì. Nói mình chỉ cắt sơ vậy thôi á. Okay, cái đầu này là đầu mịn, thiệt là mịn đó nha. Mình chỉ chạy lấy cái da ra thôi, giống như là mình bóc phờ gì á. Chạy mịn thiệt là mịn, nhẹ thiệt là nhẹ. Sơ qua như vậy. Tại vì mình móng thiệt mình phải chạy mịn thiệt là mịn. Thay vì mình đánh bóc vỡ thì mình không có đánh, mình xả này. Chạy này chạy vòng vòng cái da nó giữ lâu, nó không có ảnh hưởng gì với móng. Mình bắt vào mình chỉ đánh cái đầu thôi, tại vì trên cái móng mà mình đã chạy rồi, không có còn phải đánh nữa, nó mỏng móng ta. Ok, xong lấy bàn chải ủi bụi, bôi da lại, sơn, đánh đu hôn, xì xì kiếm.
Okay, xong rồi thì mình coi da cái nào nó sừ thì mình chỉ hơi không sừ thôi. Nó bị gãy cái móng này đó, ngắn quá. Đó, cắt da xong rồi bỏ vô cái kìm này, còn cái giấy này thì mình chùi cái bàn lấy bụi lấy móng đi đó ra hết. Xong rồi bỏ lên đây chút vô dẹp. Giờ mình sơn. Cái này là bấy treo, hớp treo. Còn bấy sơn cái màu này thì giờ mình sơn cái bấy trước. Không có đụng cái da đông thớt trên một viên cơ. Vừa làm nail vừa nghe nhạc Việt Nam, tại vì đây mở nhạc hòa tấu Việt Nam á, Mỹ nó thích lắm. Bình thường cái me treo nếu mà không có màu, không có lấy màu ra thì làm cỡ 20 phút, mà lấy màu ra cỡ nửa tiếng 45 phút, tại phải chờ màu nó ra. Can you go wash your hand please? Để đi lấy cho chừng mình. Chưa biết, để hỏi. Do you know what pedicure you want? Right there, the man you raised to my Buddha. Má đi ra đi má ơi. Má mình giờ đi ra tiệm rồi, rồi đi gần khách, mình chưa đi ra đi sợ bị dịch. Cái này thì mình sơn hai nước rồi, giờ sơn nước bóng lên. I do two first with the color and now do the top coat and let she cook and she I go finish her daughter. Sơn nước bóng rồi xong rồi đi qua làm tay cho con bả mới là xong. Two time please.
Khúc chu tham. Xong rồi đó mấy bạn, thì nấu hai lần nữa là xong. Thì cái tay này cũng cỡ đi mấy đấy. Xong tặng chơi xì khúc chu tham and done.